Hello, Shop Đồ Si xin chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay thì em sẽ lại tiếp tục lên cho bác những mẫu áo da. Em vừa xả áo da nữ vừa áo da nam luôn các bác nha. Và hình thức mua hàng bên em thì bác bắt buộc là phải cọc lên 100k để em đi đơn các bác nhá. Nhiều con áo chỉ có 100 ngàn thôi. Đó, nên bác nào mình ưng mẫu nào, mình thích săn áo da giá rẻ này thì bác tranh thủ chốt ở trong video ngày hôm nay các bác nhé. Và bên em thì luôn luôn là bao ship cho các bác nha. À, thì em vẫn bao ship cho các bác, thì có chịu khó là mình cọc cho em ít nhất là 100.000 các bác nhá. Đây, đầu tiên thì em sẽ lên cho bác một con áo da nam này. Đó, còn một con áo da nam kiểu dáng là sơ mi nhá, kiểu dáng là dòng sơ mi một con màu nâu nhá. Chất da rất mềm mại, rất xịn sò luôn này. Đó, đợt trước là em bán này 300 đến 400.000 lận các bác nha. Nhưng mà hôm nay thì em cũng sale rẻ cho bác chỉ còn 250 thôi. Đó. Tay là tay xẻ các bác nhá, tay xẻ tà này con này. Đó, chất da rất xịn sò, rất mềm luôn nha. Dòng con này là dòng cúc nhá, dòng cúc này. Đó, ở cái phần cúc thì người ta có may kiểu cái dập đường như vậy này, đó rất là tạo kiểu cách cho con túi nha. Đó, cái túi này, túi khâu, túi khóa nhá, có túi khóa rất xịn sò luôn nha. Đây, quay form size nó xem này. Đó, làm sao này. Đấy, con này thì con nào cao 1m65 đến 1m7 nhá, 1m65, 1m7 cũng nhá. 1m65, 1m7 cũng này. Đó, làm sao này. Các bác chú ý phần chiều cao và cân nặng cho em nha, để tránh mình mặc bị chật hoặc bị rộng không nhá. Tránh mặc bị rộng hoặc bị chật. Nhiều con áo thì em cũng nói thật với các bác là nhiều con áo là em xả giá chỉ 100 hoặc 200 ngàn. Thì nhiều con áo thì ít nhất nó cũng phải gọi là bị lỗi một xíu, hoặc là bị sơ xác một xíu gì đó. Tùy vào từng con áo nha. Và tùy thuộc vào con áo là sẽ có độ mới tùy thuộc vào mỗi mẫu, mỗi mã khác nhau các bác nhá. Đó, tem cốt này. Tem cốt đây các bác nha. Lòng ngót bên trong nó lót vải dù cũng nhá. Lót vải dù, chất da rất mềm mại, rất xịn luôn. Em nói thật thì con này độ mới khá là cao nhá. Còn độ mới khá là cao nên em bán con này giá là 250 thôi. Xả nhưng mà nói chung là bán giá rất là rẻ luôn các bác nhá. Mã con này là mã 125 các bác nhá. 125. Tay 60, vai 45 và lưng 62. 250. 55 đến 60 cân và cao 1m65, 1m7 các bác nhá. Mẫu cao 1m65 các bác ơi. Mẫu cao 1m65. Đây, tiếp tục lên cho một con mẫu áo này. Đó, con này form rất là độc lạ luôn nhá. Form rất độc lạ luôn này. Đó. Con này có con nào cao 1m65, 1m7 nhá. 1m65, 1m7. Đó, dòng con này là dòng cúc bấm không nha. Dòng cúc bấm đây này. Đó, nhưng mấy cái con này thì em nói thật là nó hơi cũ một xíu nhá. Con này thì hơi cũ một xíu, nếu lúc nào mà mình mua về, đó mình có thể là mặc đi làm, hoặc là mình mua về mình xử lý, hoặc mình đánh xi lại cho nó đều màu nha. Đó, tại vì cái giá chỉ có 100k thôi. Thì em sale rất rẻ luôn. Đó, nên là nhiều con áo thì cũng tùy thuộc của các con nhá. Đó, tay cúc bấm này. Tay cúc bấm cho em nha, tay cúc bấm. Đây, làm sao? Tay cúc bấm. Một con màu đen nhá, một con màu đen. Đó, cái tình trạng con này thì nó không được mới lắm nha các bác nhá. Đó, nó thường nó còn bị kiểu là ép kiện á, nên là nó sẽ hơi bị nhăn. Đấy, mình mua về mình ủi đi. Mình ủi đi với lại mình xử lý sơ qua các bác nha. Đó, bên trong này. Đó, size M nhá, con này là size M. Đó, con này mã là 126 nha, 126 100k. Đây, em sale này 100k thôi, 50 đến 55 cân. Tay 60, vai 46 và lưng 62. Đây, tiếp tục lên cho bác một con dòng manto. Đây, con này thì rất là phù hợp vào mùa đông cũng nha. Đó, hoặc là bác nào mình có dáng người gọi là vừa cao vừa to các bác nhá. Đó, mặc sẽ rất là ok luôn nha. Đây, em qua form size nó xem này. Đó, một con dòng manto nhá, một con dòng manto màu nâu. Cổ nó phối màu nâu đậm này con này. Cổ phối màu nâu đậm các bác nhá. Đó, đi vào mùa đông thì cái dòng manto này đi vào mùa đông rất ok này con này, tại vì con này có cả cái gọi là cài cổ trên tận trên cúc cao này con này. Đó, là khi mình đi vào mùa đông sẽ cực kỳ ấm luôn nha. Đó, mình sẽ mặc được thành hai kiểu nhá, vừa cổ bẻ này, vừa cổ đứng này. Đó, ở cái phần cổ có cả cái dây cúc này, rất là xịn sò luôn nha. Đó, dòng là dòng vừa khóa kéo vừa cúc nhá, dòng vừa khóa kéo vừa cúc này. Dòng manto các bác ơi, dòng manto. Đó, màu nâu, nhìn rất đẹp luôn nha các bác nha. Con này cực kỳ đẹp. Đợt trước em bán con này 6-700 ngàn lận các bác nhá. 6-700 ngàn lận, các bác cứ xem thử lại video cũ xem.
Đấy, con này rất đẹp luôn nha. Form to nhá, mấy cái dòng kiểu dáng manto thì các bác phải cao trên 1m7 cho em nhá. Cao trên 1m7 này. Đó, một con có túi trong rất dày dặn luôn. Mà con này vào mùa đông thì bao ấm luôn các bác nha, bao ấm luôn. Hoặc là bác nào mình hay phải đi chợ hoặc là đi làm gì vào buổi sáng sớm á, thì mình cũng nên mặc với con này, này rất là ấm luôn. Mã con này là mã 123 nha, 123, tay 60, vai 53 và lưng 77 nhá, 200k, đó em sale 200.000, 80-85 cân. Bác nào mình thích gọi là mặc rộng rãi hơn thì 75 cân cũng được không nhá, 75 cân cũng được. Đây, tiếp tục một con áo nữa này. Đó, con áo này thì kiểu dáng nó là chỉ có một cúc bấm ở dưới thôi các nha. Một con cúc bấm ở dưới đây các này. Đây, quay phòng xa bác xem này. Đó, đằng sau này. Đấy. Màu nó kiểu màu xanh rêu nhá. Màu như kiểu màu xanh rêu nha. Đó, chất da cái dòng này thì xịn sò hơn này các này. Đó, chất da rất là xịn luôn. Tay cũng là tay cúc bấm luôn nhá. Tay cúc bấm luôn nha. Cái cúc cũng rất là xịn luôn. Đó, màu xanh rêu nhá. Màu xanh rêu. Với thiết kế là kiểu ngày xưa dành cho những bác nào mình thích kiểu là phong cách hơi cổ phong cách kiểu ngày xưa một xíu này thì mình có thể là chốt con này nha. Đai là đai bo chun nhá, đai bo chun. Các bác chịu khó là khi mình chốt hàng các bác gọi là xem kỹ ở trên video với em nha, xem kỹ ở trên video với em nha. Đấy, ở trên video thì em luôn là quay rất là kỹ luôn đó, mình phải xem thật chi tiết này, mình ưng mẫu nào thì mình chốt với em nhé. Một con màu xanh rêu, một cúc thôi các nhá, con này là dòng một cúc bấm ở dưới này, cổ là cổ bẻ xuống gần kiểu dòng áo vest thôi nhá, đó lòng lót bên trong này. Đó. Con này có mã là 122 nhá, 122, 200k các nhá, 200k, tay 60, vai 50 và lưng 64, đó, 70-75 cân, 70-75 cân thôi nhá. Đây, tiếp tục để cho một con dòng vest không nhá, dòng vest hai cúc không nhá, dòng vest hai cúc rất dày dặn luôn. Thì em cũng nói trước là bên em để bán hàng si, với lại nhiều khi là áo là em xả có 100-200 ngàn thôi, nhiều khi là ít nhất là lâu lâu nó cũng phải có bị lỗi hoặc bị gì đó không nhá. Như con này thì nó bị sờn ở da ở cái phần tay này, đó, các bác mua về các bác xử lý giúp em nhá, nó sờn ở tay này, xả có 100-200 ngàn thôi, đó, nên là ít nhiều thì nó cũng phải bị lỗ hoặc bị dơ gì đó nha các bác nhá. Đó, em nói rất là rõ trên video. Ở trên phần túi này có một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đó, có túi nhét hai bên nha, có túi nhét hai bên. Đằng sau này cô này. Túi hộp hai bên nha, túi hộp hai bên này cô này. Có túi hộp hai bên nhá. Con này có nào cao 1m7 cho em nha, cao 1m7, 1m75. À, cao 1m7, 1m75. Đây cái chất da nó đây cô này. Đó, được may khâu rất xịn sò nha. Xả cho bác cái giá là 200k đúng không nha, 200k, mã 121 nhá, 121 200.000 thôi. Đó, tay 60, lưng 70 và vai 48 này, 68-75 cân nhá, 65-75 cân, 68-75 cân nhá, 68-75 cân. Cao trên 1m7 này, cao 1m7 đến 1m75 góc nha. Nay thì em vừa xả áo nữ vừa áo nam đúng không nhá, bác nào mà mình vừa mua áo nam vừa áo nữ này đó, mình mua về tặng bà xã rất là ok đúng nhá. Áo thì áo em xả, áo nữ thì em xả 100k các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên cho bác một con áo này, kiểu dáng là dòng vắt chéo nhá, một con áo của nữ các bác nhá, một con áo của nữ màu đen. Đó, một con áo màu đen dòng vắt chéo này, bác nào mình không thích mặc ôm thì mình có thể là thả suông ra như vậy. Đó, chứ cái kiểu nó là dòng sẽ ôm sát vào cơ thể nha. Đó, làm sao này. Cái dòng áo nữ thường là form crop top nhé. Form crop top các bác mặc sẽ rất là kiểu cách luôn nha. Có thể là phối với lại quần hoặc là chân váy cũng nhé. Chân váy rất ok, rất đẹp luôn nha. Đó, xả 100 ngàn thôi. Đó, cao 1m55 đến 1m62 nha. Tùy thuộc vào bác nào thích mặc dài, mặc ngắn các bác nhé. Đó, kiểu dáng là sẽ mặc như vậy luôn này. Đó, khóa là như vậy các bác nha, khóa là khóa chéo nhé,
khóa chéo này cũng này. Đó, cao 1m55 đến 1m62. Tùy thuộc vào mình thích mặc cao hay mặc ngắn cũng nha. Con này thì 45 đến 48 cân. Có bác nào mà mình thích mặc ôm sát vào cơ thể thì 50 cân cũng nha. Thích mặc sát vào cơ thể thì 50 cân. Mã con này là mã N44 này. Tay 60, vai 37 và lưng 48 cũng nha. Tiếp tục lên cho bác một con vest này. Đó, một con vest của nữ cũng nha. Dòng một cúc nhá, dòng một cúc này. Túi nắp hộp này. Đó, túi nắp hộp hai bên, cái chất da đây cũng nha. Chất da mềm mại này cũng này, mềm mại. Thường là áo da thì nó sẽ gọi là nhiều lúc thì mình để hàng nó bị ép kiện á, thì các bác chịu khó là mình mua về. Mình có thể là dùng bàn ủi hơi nước hoặc là mang ra tiệm giặt là người ta xử lý qua cho các bác nha. Đây con này thì cũng cao 1m55 đến 1m65 nhá. 1m55 1m65. Bác nào thích mặc ngắn dài tùy thuộc vào nhu cầu của bác nha. Mẫu là cao 1m65 nha các ơi. Mẫu cao 1m65. Đó, có túi hai bên này. Đó, kiểu dáng là cổ vét nha, cổ vét. Đó, đằng sau này. Đó. Mặc cái con vét này sẽ rất là đẹp luôn nha các nha. Đó, mình đi gọi là đi đám cưới đám tiệc vì đó. Mình mặc cái con này rất là ok. Với cái giá chỉ có 100.000 thôi các nhá, 100k. Con này thì 47 đến 52 cân nhá, 47-52 cân. Dành cho những bác nào mà mình không có bụng là bụng to quá nhá. 47 đến 52 cân dành cho những bác nào không có bụng to quá các bác nha. Mã N43, tay 57, vai 36 và lưng 55 này. Đó, nhiều con áo là chỉ có 100k thôi. Đó, nên các bác chịu khó là mình mua mình cọc cho em ít nhất là 100.000 nhá, một ít nhất là 100k. Bên em thì luôn luôn là bao ship cho các bác nha. Bao ship cho các bác thì các bác chịu khó là khi shipper giao hàng mình mở ra kiểm tra giúp em. Ví dụ như áo bị lỗi hay bị như thế nào đó thì bác chịu khó là mình nhắn trực tiếp qua bên Zalo giúp em nhá. Với lại nhiều khi là cái áo này xảo 100.000 thôi. Áo 100.000 ít nhất, ít nhiều thì nó cũng sẽ bị lỗi hoặc là bị cái gì đó cũng nhá. Thì bác chịu khó là mình đã chơi hàng gọi là hàng săn giá rẻ rồi. Nên là bác chịu khó là mình mua về, mình có thể là xử lý giúp em nhá. Xử lý mấy cái vết gọi là vết dơ hoặc là cái lỗi thì cũng xảo 100k thôi. Đây. Tiếp tục thì lên cho bác một con áo màu đen này. Đó, con này thì có đai ở đai hông ở hai bên nhá, đai hông ở hai bên đây này. Đó, con này rất là phong cách, rất là chất luôn nha. Đó, phong cách rất chất luôn, kiểu dáng là cổ trụ nhá, kiểu dáng cổ trụ giúp em nha. Đó, bác nào mình thích thì mình mặc kiểu dáng bẻ bẻ cũng được. Đó, nhưng mà cái kiểu chất của nó là kiểu cổ trụ nhá. Đó, đường may khâu rất đẹp luôn nha. Đó, khóa kéo này. Đó, khóa kéo vào túi này, rất ok. À, có đai thắt ở eo này, bác nào mà mình thích mặc kiểu ôm sát vào cơ thể này, hoặc là mình thích nới rộng ra, tùy thuộc vào nhu cầu của mình thì mình có thể là nới ở cái phần đai này ra không nhá. Đó, ở bên hông này, đằng sau mặc cực kỳ là ôm cơ thể luôn nha các nha, cực kỳ đẹp luôn. À, con này thì bác nào cũng cao 1m55 đến 1m62 nhá, 1m55 1m62. À, còn mẫu cao 1m65 nhá, bác nào mình thích mặc cao hoặc là kiểu dáng crop top như mẫu thì 1m65 các nha, chất da rất mềm luôn, cực kỳ mềm nhá. Đó, bác nam nào mình mua về mình tặng bà xã này. Con này thì cực kỳ đẹp luôn nha các bác nha, cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này thì các bác nào nặng nặng 45 đến 50 cân, 45 50 cân dành cho bác nào mình không có bụng to quá nhá. 45 50 cân. Đó, chất da rất đẹp luôn nha. Con này form với lại kiểu dáng nó rất là đẹp luôn. 100k giúp em nhá, 100k xả 100.000 thôi. Đó, sản xuất tại Italy này cũng này, một con Italy luôn nha. Đó, đến từ Italy mà cũng 100k luôn. Mã là N42 nhá, N42 cũng nhá, N42. Tay 58 này, vai 38 và lưng 57. À, tiếp tục lên cho bác một con vest nữ này. À, vest nữ một cúc cũng nha, một con màu vàng, nâu vàng nhá, một con màu nâu. Nâu vàng bò đây con này. Đó, form rất đẹp luôn. Con này em thấy độ mới khá là cao. Đó, may thì cái phần tay là xẻ nhá, phần tay là xẻ đây này. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đây, bác nào mà mình thích màu nâu này, đó mình thích đổi màu này, phong cách này. Đó thì mình có thể là chốt con này nha. Đó, một con vest màu nâu. Rất ok đúng không nhá, đằng sau có xẻ này. Đằng sau có xẻ tà các bác nha. Đó, túi nắp hộp hai bên nhé, túi nắp hộp hai bên.
con này độ mới cao nhá, độ mới cao đây. Đó, một con màu nâu đấy, rất đẹp luôn nha. Con này thì cao 1m6 đến 1m65 nhá, 1m6 đến 1m65 và nặng 45 đến 50 cân nhé, 45-50 cân. Bên trong là lót vải dù nha, bên trong lót vải dù. Con này có mã là N41 nhé, N41, tay 60, vai 40 và lưng 55. Đó, N41, N41 các nha. Đây, tiếp tục mình cho một con áo màu đỏ mận này. Có một con màu đỏ mận nha. Đấy, con này thì đây, cầu vai này con này. Đó, được cầu vai thì may rất là khâu, rất là tỉ mỉ luôn, rất là kiểu cách luôn nha. Đấy, đằng sau màu đỏ mận các nhé, màu đỏ mận giúp em nha. Đó, cái tay đấy, dưới hông có đai con này, có đai. Khóa là khóa vắt chéo nha, khóa vắt chéo giúp em nhé. Đó, con này thì cao 1m65 đến 1m7 nha, 1m65 đến 1m7 cũng ha. Đó, đằng sau này 1m65, 1m7 này, form rất ok luôn nha. Màu thì màu nâu, màu đỏ mận nhá, màu đỏ mận kiểu dáng như là cái cổ gần như cổ trụ á. Đấy, lòng lót bên trong cũng này. Đấy, form này, bên trong là lót kiểu cái vải gần như là vải kaki luôn nhá, bên trong lót vải gần như kiểu vải kaki. Đó, cái tem mát thì đây, quá trời trời luôn nha. Đấy, con này có mã là 124 nha, 124, 200k các nhá, 200.000. Tay 60, vai 40 và lưng 55 này, 50 đến 55 cân nhá, 50 đến 55 cân. Tại vì áo thì em cũng là áo xả luôn nên là nhiều con áo thì nó sẽ bị hơi cũ hoặc là nó sẽ bị lỗi. Còn nó bị sờn da, bị chóc da một xíu thì bác mua về mình có thể mang đi làm hoặc là mình xử lý các nha. Đó, tại vì xả 100.000 thôi. Đấy, bác nào mình thấy mình ưng mẫu nào thì mình có thể chốt các nha. Con này là một con áo dòng sơ mi cổ bẻ này. Con này thì em nói trước là con này nó bị lỗi không nha. Nó bị lỗi tại vì nó cũng hơi cũ nữa. Nó cũng hơi cũ rồi. Đó, bị lỗi xả 100.000 thôi. Đó, bác nào mình ưng mình thích thì mình đặt mua, mình mang đi làm. Đó, tại vì có 100.000 mà bác mua được một con áo da rất ok rồi. Đó, tay là tay cúc bấm nha, tay cúc bấm này. Đó, đằng xa này, đằng sau 100.000 thôi bác nha, 100.000. Cao 1m7, 1m75 cũng nha, 1m7, 1m75. Có bác nào thích mặc dài như mẫu là mẫu cao 1m65 cũng nha, mẫu cao là 1m65. Đó, kiểu dáng là dòng sơ mi cũng nhé, dòng sơ mi cổ bẻ này. Đó, chất da này. Con này thì em nói trước là con này hơi cũ và nó hơi bị sờn da nhá, hơi bị sờn da trước này. Đó, bác nào mình ưng mẫu này thì mình chốt, mình có thể mang đi làm thôi nhé, mang đi làm gì đó tùy thuộc các bác thôi. Đó, da kiểu da nó kiểu cũ nữa nên là nó bị sờn như vậy này, bị sờn, bị chóc da này. Đó, nhưng mà các bác nói chung là hàng xả 100.000 thôi. Mã là 120 nhé, 120, tay 60, lưng 65 và vai 48, 65-70 cân nhé, 65-70 cân. Đó, con này thì bị lỗi không nhé, 120 ơi, mã 120. Đây, tiếp tục lên cho một con dòng sơ mi cúc nha, một con dòng sơ mi cúc. Con này thì form gọi là mỏng cũng nhá. Đó, form mỏng nên là các bác nào mặc vào mùa hè cũng rất là ok. Đó, bên trong thì có một miếng lót dù, miếng lót dù nha. Đó, form áo sơ mi nhá, áo sơ mi quay cài cúc. Đó, cổ bẻ giúp em nha, cổ bẻ cài cúc này. Form gọi là mỏng nhá, form mỏng nên mình mặc vào mùa hè rất là ok, rất mát mẻ luôn nha. Đó, cái chất da của nó rất là mềm. Đó, mềm mỏng các nhá, mềm mỏng này. Mặc vào mùa hè rất ok luôn nha. 100.000 các ơi, 100.000. Đó, các bác tranh thủ chốt các bác nhá, tranh thủ chốt. Tại vì khi vào dịp gọi là dịp cuối năm hoặc là mùa đông, mùa lạnh thì giá gọi là áo da với lại là cuối năm thì hàng khan hiếm á, nên là giá sẽ bị đẩy cao hơn. Đó, nên là mình tranh thủ đó cho là hàng mình nên mua vào đầu năm nhá, hàng mình nên mua vào đầu năm. Đó, 100.000. Con này thì các bạn nào cao trên 1m7 với em nha, cao 1m7, 1m75. Con này cũng 100k nhá, 100.000. Mã là 119 nhá, 119. Tay 60, vai 46 và lưng 70. 60 đến
55 60 60 65 cân nhé, 60 65 cân, 60 65 cân. Đây, tiếp tục đi, có một con áo da này, phong này khá là to nhá, và kiểu của nó là kiểu như là phong cách kiểu ngày xưa á, phong cách kiểu ngày xưa đây này. Đó, dòng cài 4 cúc như vậy này. Đó, cái cúc của nó nhìn cũng rất là chất, rất là xịn sò luôn nha. Đó, cái cúc nắp này này. Cái phần này là phần nào gọi là phối, gọi là phối kiểu phối vải nhung nhá, vải nhung này. Đó, nhìn nó rất là độc lạ luôn nha. Đó, 100k luôn. 100.000 một áo các nha, 100.000 một áo. Đây, form của nó đây con này. Form to nhá, form to. Đấy, lần sau. Form to nhá, form to, form dài thì bác nào mà mình người gầy quá, như em là em quá gầy nên em mặc nhiều khi là mặc không được đẹp lắm không nhá. Nếu bác nào mà người mình gọi là form vừa cao này, vừa không nhá. Đó thì mình mặc sẽ đẹp hơn. Đó, kiểu dáng sẽ như vậy cũng nha, có túi này. Có túi đây. Đó, phần vải này, phối vải này. Con áo da này còn được phối vải rất là kiểu cách rất là đẹp luôn nha. Đấy, đằng sau. 100.000 nhá. Còn mấy con áo này thì có con nào càng cao mà càng đẹp không nha. 100.000, 70 đến 75 cân đúng không nha, 70-75 cân. Mã là 118. Tay 58, tay 57 này, vai 50 và lưng 80 nha. 118 nha, lòng lót bên trong rất đẹp luôn. Đó, rất xịn sò nha, đó chỉ có 100.000 thôi. Đây, tiếp tục lên cho bác áo nữ này. Con áo nữ này là kiểu dáng là cổ sơ mi cổ bẻ nha, kiểu sơ mi cổ bẻ này. Đó, có túi nhỏ nhỏ xinh xinh ở hai bên này con này. Đó, túi nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nha. Đấy, đằng sau này. Thường mấy cái áo form của con nữ là thường là áo là form vừa top nha. Đó, con này thì con nào cao 1m60 đến 1m65 với em nhé, 60-65. Đó, 1m60, 1m65 thôi nha. Đó, cái chất tay thì chất vải mềm nhé, chất da mềm em nhé, rất da mềm, mặc cái này vào mùa hè rất là ok. Đó, kiểu dáng là dòng sơ mi cổ bẻ nhé, sơ mi cổ bẻ này. Con này thì nặng 50 đến 55 cân nhé, 50-55 cân. Mã này là mã N40 nhé, N40. Tay 60, vai 40 và lưng 53 nhé, lưng 53. Đây, tiếp tục lên cho một con áo màu nâu này. Đấy, tiếp tục lên cho bác một con áo màu nâu nha. Đây, con này thì cúc bấm ở đây hả ta. Đấy, tiếp tục lên cho bác một con áo màu nâu này. Con này thì cũng xả với bác là 100.000 luôn không nha, xả 100.000 luôn. Đó, cái khóa kiểu vắt chéo như vậy này con này. Đó, khóa vắt chéo như vậy nha. Đấy, khóa vắt chéo như vậy. Đó, đằng sau này. Con này cũng rất là độc lạ luôn con nha, cũng rất là độc lạ luôn. Đấy, con này thì có bác nào cũng cao 1m55. 55 1m62 nhá, 1m55 đến 1m62. Đó, con này được phối không nhá, phối gọi là phối với nhung tâm này. Đó, phối với gọi là nhung tâm các nhá. Đấy. Màu nâu nhá, một con màu nâu. Đó, nhìn rất là chất, rất là bụi luôn này con này. Đó, màu rất là bụi chất luôn. Đó, 100.000 luôn các nhá, 100.000. Đó, cao 1m55, 1m62. Đây, cái chất da ở bên trong này con này. Đó, cái chất da bên trong này các nhá. Đó, rất ok luôn nhé, rất ok luôn. 100k thôi. Mã là N39 nhé, N39. Tay 60, vai 40 và lưng 50. Đó, N39. Đây, tiếp tục lên cho bác một con áo nữ tiếp này.
Con này là form mỏng nha, form mỏng thì mình mặc vào mùa hè vừa mát này, vừa thoải mái này, mỏng rất là đẹp luôn nha. Phối này, phối với nhung tâm luôn nha, phối với vải nhung tâm. Da mềm luôn nha, da mềm. Đây, bên trong này, da mềm nha các nha. Đó, kiểu dáng là cổ trụ nhá, kiểu dáng cổ trụ này. Đó, form đằng sau này, đằng sau cũng là phối nhung tâm nha, phối nhung tâm co giãn nhé, phối nhung tâm co giãn. Con này con nào cao 1m6, 1m65 không nha, 1m6, 1m65. Con này thì nặng, tại vì nó là co giãn ấy, co giãn nên là em thấy là 50. Nếu mà mình mặc đẹp thì 50 đến 55. Đó, bác nào mình thích mặc gọi là ôm sát hơn thì đến 57, 58 cân gì đó tùy không nha, 57, 58 thì tùy, tại vì nó là co giãn không nha. Nó là co giãn mà con này rất là mát mẻ luôn nha. Mã này là mã N38 này, 38 tay 57, vai 40 và lưng 53. Đây, tiếp tục lên cho một con áo màu nâu nâu đất này, một con màu nâu đất các bác nha. Đấy, cái dòng con này thì nó cài cúc như vậy con này. Đó, dòng cài cúc như vậy là kiểu dáng gần như kiểu cổ tròn đúng nhá, kiểu dáng kiểu cổ tròn đấy này. Đó, một con màu nâu đất các bác nha, một con màu nâu đất. Con này cao 1m6 đến 1m65 thôi em nha, 1m6 đến 1m65. Đấy, form rất là đẹp luôn nha, form rất kiểu cách này. Nâu đất cũng nha, một con màu nâu nâu đỏ đỏ gạch chú này, đó, nâu đỏ gạch. Đấy, chất da rất mềm mại luôn nha. Mặc một con này rất là đã luôn nhá, mềm mỏng này. Đó, mềm mỏng bên trong lót vải dù cũng nhá, bên trong lót vải dù. Đó, kiểu dáng là cúc như vậy các nhá, có cúc này, có túi này. Đó, có túi ở hai bên nhá, có túi ở hai bên hông. Cao 1m6 đến 1m65 và nặng 50 đến 55 cân nhá, 50 55 cân. 50 đến 55 cân, mã là N37 nha. N37. Tay 60, vai 40 và lưng 60 nhá, lưng 60. Rồi, tiếp tục lên cho một con dòng vest nữa này, dòng vest hai cúc nha. Dòng vest hai cúc, có một túi nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên này. Một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên nha. Có túi nắp hộp hai bên nhé, có túi nắp hộp hai bên. Đó, tay suông nha, tay suông giả cúc cũng nhá, tay suông giả cúc cho em nha. Đó, đây cao 1m55 đến 1m62 nhé, 55 1m62 và nặng 47, nặng 45 đến 50 cân nhá, 45 đến 50 cân. Dành những bác nào mình không có bụng quá to nha, chứ nếu không là mình sẽ mặc kiểu hơi căng đâu nhá, hơi căng một xíu này. Đó, 45 đến 50 cân. 45 50 cân luôn nha, bên trong lót vải dù, bên trong lót vải dù. Mã là N36 nhá, N36. Tay 55, vai 38 và lưng 60. N36 nha, N36. Bác nào mình ưng mẫu nào, mình chụp mẫu cộng mã gửi qua bên Zalo cho em nhé. Đây, tiếp tục thì cho một con áo màu ghi cũng nha, một con áo màu ghi. Con này thì cao 1m55, 1m62 nha. Còn thích mặc cao như mẫu thì mẫu là cao 1m65 cũng nha. Đó, mẫu cao 1m65. Bác nào mình thích thì mình mặc theo kiểu dáng cổ trụ này. Đó, mình mặc theo kiểu dáng cổ trụ nha, không thì mình bể cổ ra cũng được cũng nha, bể cổ ra cũng được. Đó, tay là tay bo chun cũng nha, tay bo chun có khóa kéo này. Tay bo chun có khóa kéo cũng nha. Đó, form này. Đó, tay bo chun có khóa kéo cũng nha. Con này mới, con này em thấy khá là mới nhá, cũng khá là mới. Dòng hai khóa không nha, dòng hai khóa này. Đó, dòng hai khóa màu kiểu màu ghi nhá, màu ghi. Đây cái chất da nó đây con này. Đó, độ mới em thấy khá là cao. Đó, túi khóa này, túi khóa luôn bác nha. Con này thì bốn ba đến 47 cân nhá, 43 47 cân. Form con này form kiểu form nhỏ nhá, form nhỏ 43 47 cân, nó không co giãn đâu nha. Form 43 47 cân, 43 47 cân không nha. Mã là N35, tay 57, vai 36, lưng 50 nhá, lưng 50.
đây, tiếp tục lên cho mọi những mẫu áo nam này. À, form thì con này form kiểu form bự cũng nhá, mình mua về mình mặc có thể là theo kiểu áo choàng. Đó, hoặc là bác nào mình người gọi là form người bự người đô thì mình mặc cái con này rất là ok. Đó, kiểu dáng là dòng kiểu cổ bẻ và cúc vắt chéo nhá. Đó, cổ bẻ cúc vắt chéo này. Đấy, form này. Đó. Đây, đằng sau này. Con này thì các bác nào càng cao mà càng đẹp nha, 1m7. Đó, 1m7, 1m75, còn mẫu là cao 1m65 cũng nha. Mẫu cao 1m65 nó sẽ mặc đến đây cũng này. Đó, mẫu cao 1m65 cũng nha. Mẫu cao 1m65. Đó, vừa con này dòng cúc nhá, dòng cài cúc. Tay là tay xuông nhá, tay xuông. Đó. Tay xuông cũng nha. Đó, xả 100.000 luôn cũng nhá, xả 100k luôn. Đây bác nào mình có cân nặng gọi là 70 75 cân hoặc là mình thích mặc rộng rãi hơn. Đó, mình thích form rộng rãi thì 65 cân cũng được không nha, 65 cân cũng vừa này. Mã là 117 nhé, 117 tay 55. Đây, tiếp tục lên cho bác này. Đấy, một con áo nam tiếp nha. Form này cũng khá là bự luôn, form cực kỳ bự luôn nha. Đó, form bự, đó, kiểu dáng này. Đó, bác nào mình thích mặc kiểu đó, cài cúc cũng nhá, cài cúc dấu cúc ở bên trong cũng nha. Con này là kiểu dòng dấu cúc ở bên trong. Đây, các bác cài cúc ở bên trong này. Đấy, cài cúc ở bên trong với em nha. Đó, form bự cũng nhá, form bự này. Đó, đằng sau này. Form bự các bác nha, form bự. Đó, tay là tay xuông nhá, tay xuông của tay khá là dài, form bự, cao trên 1m7 cho em nha. Cao trên 1m7, mình mua mấy con này thì mình mặc theo kiểu dáng choàng. Hoặc là mình mua về mình tùy thuộc vào các bác thích mình mặc vào nhu cầu gì, tùy thuộc vào các bác luôn nha. Đó, form rất là bự luôn, mà xả 100.000 luôn nhá, xả 100.000, form rất bự, rất to luôn nha. Đó, một con này thì có nào nặng nặng 80 thì 85 cân. Hoặc là mình thích gọi là form rộng hơn thì 75 cân cũng được không nha, 75 cân cũng được này. À, form rất là bự, chất da rất ok luôn nha. À, có nhìn thấy không, chất da rất ok, cực kỳ dày dặn nặng tay nhá. Mấy con này thì mình mặc vào mùa đông thì bao ấm cho bác luôn, bao ấm luôn nha. Mã là 116 này, tay 60, vai 53 và lưng 80 này, 80-85 cân. Đó, 75 cân mặc cũng được không nhá. Đây, lên cho bác con áo cuối cùng này. Đó, con áo cuối cùng các bác nha. Đấy, kiểu con này là kiểu cổ bẻ các bác nha. Kiểu cổ bẻ và cái phần cổ nó sẽ có lót lông nhá. Cổ lót lông này. Đó, bác nào mình thích mặc kín hơn thì mình có thể cài cúc lên trên này các bác nha. Đó, dòng là dòng cài cúc nhá. Dòng cài cúc. Đấy, chất da rất là kiểu cách luôn. Được phối nhá, được phối cho em nha. Đó, dòng phối rất mềm mại này. Đó, nhìn nó rất là ít bị nhăn các bác nha. Dòng này rất là ít bị nhăn. Đấy, form này. Đấy, đằng sau này. Cao trên 1m7 xem nha, kiểu dáng này kiểu trang cao trên 1m7 này. Mẫu cao 1m65 lắm nhá, mẫu cao 1m65. Mẫu cao 1m65 các nha, tay là tay xuông này, tay xuông. Vải là vải gọi là da phối nhá, phối da này này. Đó, phối da lại với nhau. Đó, ở cái phần tay thì nó có kiểu người ta may kiểu hơi kiểu xếp xếp ly nhá, kiểu hơi xếp xếp ly này rất ok. Đó, cao trên 1m7 xem nha. Và cái chất da thì của nó thì rất là xịn luôn. Đấy, bác nào mà mình mua này thì gọi là đổi phong cách một xíu này. Đó, mình đổ cái này thì rất là ok, nhìn rất là đẹp, cũng rất là mới nha, cũng rất là mới này. Bên trong thì có cái dây xích này. Đó, bên trong thì có cái dây xích nha. Mã này là mã 115 các bác nhá, 115, tay 58, vai 40 và lưng 80, 70 đến 80 cân các bác nhá, 70 đến 80 cân. Và ở cuối video thì em cũng xin nhắc lại một lần nữa là bên em thì hầu như là nhiều con áo thì em sẽ xả giá chỉ có 100.000 hoặc 200.000 thôi. Thì có thể là nhiều con thì độ mới cao, còn nhiều con thì ít nhiều thì nó cũng có thể là bị lỗi hoặc là bị dơ gì đó. Thì các bác chịu khó là mình đã chơi hàng si rồi mà săn giá rẻ thì các bác chịu khó là mình về mình xử lý cho em nha. À, và bên em thì các bác nào mà mình mua hàng các bác bắt buộc là phải cọc lên 100k. Bên em thì bao ship cho các bác nhá, bao ship cho các bác luôn. Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.